Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1 năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua các địa phương lớn về xuất khẩu của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Bình Dương để dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu với 3,8 tỷ đô la Mỹ. Đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với 3,75 tỷ đô la Mỹ và Bắc Ninh đứng thứ ba với 3,1 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng 49%. Đóng góp chủ yếu trong kết quả ấn tượng này đó là sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu điện thoại của tập đoàn Samsung. May mặc cũng là một trong 4 ngành hàng đạt chỉ số tăng trưởng dương trong thời gian qua. Chỉ tính riêng trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ngành may mặc của tỉnh đạt trên 47 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhiều điểm sáng báo hiệu sự hồi phục của ngành xuất khẩu may mặc trong năm nay. Cũng theo thông tin từ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đã xác lập đơn hàng sản xuất đến hết quý 2, trong đó có những đơn hàng sản xuất sang quý 3 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, với thương hiệu chè nổi tiếng cả nước, từ đầu tháng 11 âm lịch tới nay, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Thái Nguyên đã tất bật sản xuất, cung ứng ra thị trường Tết những sản phẩm chè chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả cạnh tranh để phục vụ người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, lễ hội Hương sắc Trà Xuân vùng chè đặc sản Tân Cương Xuân Giáp Thìn năm 2024 vừa được tổ chức mới đây cũng đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy phát triển du lịch vùng chè Tân Cương nói riêng, các vùng chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đứng chân trên vùng lõi của vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, hợp tác xã chè Hảo Đạt nổi tiếng với sản phẩm chè Tôm Nõn đã được Trung ương đánh giá xếp hạng là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Từ đầu tháng Chạp tới nay, mỗi ngày hợp tác xã cung ứng cho thị trường từ 1,8 đến 2,5 tấn chè. Sản lượng chè tiêu thụ dịp Tết có thể bằng sản lượng tiêu thụ của 6 tháng trong năm. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, hợp tác xã đã đưa ra thị trường Tết đa dạng dòng sản phẩm trà với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, sạch với giá thành từ 250.000 đồng tới 3 triệu đồng 1 kg. Cứ nhân dịp Tết Nguyên đán thì hợp tác xã năm nào cũng có thể chuẩn bị được cái số lượng hàng để phục vụ cho các tiêu dùng. Cái lượng hàng ấy thì rất là lớn, ví dụ như là có khi là trong cái dịp Tết này bằng 7-8 tháng của đầu năm. Để phục vụ chè Tết, ngay từ giữa năm 2023, các làng nghề chè, hợp tác xã đã tích cực chăm sóc cây chè vượt qua thời tiết khắc nghiệt, đáp ứng đủ nguồn cung cho thị trường. Tết năm nay, các dòng sản phẩm trà đạt chuẩn OCOP, trà đặc sản cao cấp, có mẫu mã đẹp đang được nhiều người lựa chọn. Ngay từ những cái tháng giữa năm thì hợp tác xã cũng đã chuẩn bị hàng hóa cũng như là mẫu mã bao bì để cho ra thị trường những cái sản phẩm trà với mẫu mã bao bì đẹp và phù hợp. Tạo người dân rất sáng tạo để tạo ra những cái dòng sản phẩm chè đa dạng. Và cái thứ hai nữa là hiện nay thì việc quản lý chất lượng của ngành nông nghiệp cũng đối với sản xuất chè cũng làm rất là tốt, từ quản lý vùng nguyên liệu cho đến khâu chế biến và quản lý về thị trường. Trong những ngày giáp Tết này thì bà con người làm chè Thái Nguyên là cũng đang rất là tất bật để chuẩn bị những cái sản phẩm chè ngon nhất, tốt nhất để phục vụ thị trường. Lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức thành công vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch vừa qua đã góp phần không nhỏ trong việc tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử, nghề trồng, sản xuất và chế biến chè của vùng chè đặc sản Tân Cương, giới thiệu quảng bá điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn và vùng chè đặc sản Tân Cương. Qua đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà và sản phẩm chè Tân Cương. Lễ hội Hương sắc Trà Xuân hàng năm nó là cái lễ hội truyền thống của chúng tôi rồi. Đây nó là cái dịp mà để cho tôn vinh cái nghề trồng chế biến chè của cha ông cũng như là của nhân dân Tân Cương hiện nay và cũng sẽ là cái định hướng cho con cháu mai sau sẽ tiếp tục nối tiếp cái truyền thống này. Thế và cũng thông qua cái lễ hội lần này thì để quảng bá cái hình ảnh con người mảnh đất Tân Cương và đặc biệt là cái nghề trồng sản xuất và chế biến chè đặc sản của Tân Cương, Thái Nguyên, Việt Nam của chúng ta. Hiện nay diện tích chè Thái Nguyên đạt trên 22.000 ha, giá trị sản phẩm bình quân 1 ha chè đạt 270 triệu đồng. Những năm qua, nghề trồng và chế biến chè đã được chính quyền và người dân Thái Nguyên chú trọng đầu tư đồng bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng Việt Gáp hữu cơ, gắn mã số vùng trồng,
góp phần đưa sản phẩm ngày càng vươn xa ra thị trường trong nước và thế giới. Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, tạo thêm việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những năm gần đây, Thái Nguyên luôn được coi là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi số, cải cách hành chính là một trong những điểm then chốt góp phần thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại Thái Nguyên. Hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 tại Thái Nguyên. Đây là con số khá ấn tượng trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong năm 2023, Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.071 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 8.921 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 1.962 doanh nghiệp và cấp phép thành lập 452 đơn vị trực thuộc. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm là 440 đơn vị. Trong năm qua thì tỉnh Thái Nguyên ấy, cái tốc độ phát triển doanh nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ấy, cũng phát triển khá mạnh, trung bình được tăng trên 10-15% một năm. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều biện pháp trong hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cũng như trên trang thông tin của sở, tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, lý giải quyết trên môi trường điện tử và trả kết quả. Thì hiện nay chúng ta đang áp dụng là trả kết quả qua đường bưu chính. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn 2 ngày. Số hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 92%. Thời gian thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày. Rút ngắn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Những đổi mới căn bản này đã tạo thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp hoạt động tại Thái Nguyên. Từ lúc mà tôi bắt đầu làm đăng ký kinh doanh thì là từ ngày hôm 19 thì đến hôm nay là ngày 22 thì tôi đến để nhận kết quả. Các ban ngành cũng như là các chuyên viên thì cũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp để doanh nghiệp là thuận lợi trong cái việc là quá trình là hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh. Về quy định của luật thì cũng chưa lắm được, thì trong quá trình làm thì các chuyên viên cũng đã hướng dẫn rất là nhiệt tình. Trong quá trình thực hiện việc thành lập doanh nghiệp thì bên cạnh các cái quy định của pháp luật thì chúng tôi nhận được sự hỗ trợ cũng như là hướng dẫn của phía phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư. Chính vì vậy nên là cái việc thực hiện các cái thủ tục trở nên dễ dàng, tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí. Cải cách hành chính như vậy thì cũng đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp chúng tôi. Môi trường đầu tư tốt là tổng hòa của nhiều yếu tố. Ngoài nguyên nhân khách quan như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thì năng lực điều hành, chất lượng phục vụ của chính quyền luôn là yếu tố rất quan trọng. Thái Nguyên đang nỗ lực làm tốt điều này, thể hiện ở những giải pháp và kết quả cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm qua. Chúng tôi đánh giá cao Thái Nguyên là địa phương có môi trường đầu tư được cải thiện tốt với nhiều chính sách hấp dẫn, nguồn lao động dồi dào. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Messer đã và đang đầu tư 3 nhà máy trong chuỗi cung ứng tại Thái Nguyên. Với trách nhiệm tinh thần chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên, chúng ta là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh rất chi là đúng mục đích, và tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng thừa biết là một trong những cái tỉnh mà chuyển đổi số hàng đầu của Việt Nam. Đây là một cái lợi thế tạo điều kiện hơn nữa cho những các cái hộ kinh doanh chuyển đổi lên là thành lập doanh nghiệp, công ty để cùng nhau phát triển. Trong bối cảnh kinh tế trong nước, quốc tế gặp không ít khó khăn, thách thức, thì ngay những ngày đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới không hề nhỏ, đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh tại Thái Nguyên, qua đó tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế xã hội của địa phương. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.